Quá xa lâu xa. Khá nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng cho các cầu thủ Indonesia. Một tình huống xử lý rất không tốt ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Phút thứ 60. Một pha xử lý không tốt của Đình Đồng. Quan trọng nhất là bàn thắng. Dứt điểm. Bàn thắng đầu tiên cho các cầu thủ Việt Nam. Tỷ số là 1-0. Sau rất nhiều những nỗ lực thì cuối cùng bàn thắng cũng đã điểm sáng, có thể nói là duy nhất ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Một pha mớm bóng thông minh, một cú dứt điểm đầy quyết đoán. Đi bóng của Công Phượng. Minh Tuấn. Vẫn là Minh Tuấn. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho các cầu thủ Việt Nam. Phút bù giờ thứ 3. Và đội tuyển Việt Nam đã vượt lên. Một pha xử lý quá tuyệt vời của Vũ Minh Tuấn. Một cú dứt điểm vào góc xa. Không có cơ hội dành cho Kunia Mega. Không có tiếng còi nào từ phía trọng tài. Một quả penalty cho đội tuyển Việt Nam. Xin lỗi quý vị và các bạn. Pha đi bóng là của Ferdinand. Kỳ tính vẫn chưa dừng lại. Tỷ số đã được san bằng 2-2 cho các cầu thủ Indonesia. Không khó để Lestusen có thể đánh bại Quế Ngọc Hải.